Rồi xin chào anh em nha Hôm nay à, chuẩn bị à, về hàng lô mới vào à, mùng 5 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9 thì có các mã cho anh em à, lựa chọn bao gồm một con cưa xích này là DCC S620 là một con à, cưa xích động cơ không than, sử dụng được à, một tay, hai tay tùy vào trường hợp anh em sử dụng thì con này là một con cưa xích đáng mong đợi của những anh em nào mà làm về mộc nhá. Cũng như là cưa cây làm mà cành. Con này hiện tại là giá niêm ít đang 3 triệu rưỡi và trong cái lô này thì em sẽ nhận đặt hàng giá tốt. Đó, giá sẽ tốt hơn là khi anh em chở uh, chờ hàng về mới mới mua thì em sẽ lên cho anh em uh, con cư uh, cứ xích này dành cho anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ em đặt hàng trước để có chiết khấu giá tốt cho anh em nhé. Rồi tiếp theo là bộ DCF 900P2. Bộ này thì hiện tại là tương đương với một máy 2 pin 5A một sạc con DCF 900 này thì lực siết hiện tại là nó tăng lên rất là nhiều Bình thường mấy con mà 899, 897 là 950 Newton thì con này lên tới hơn 1000 Newton và lực mở cũng tầm gần 6 thì anh em nào quan tâm đến con này thì có thể liên hệ em à, một bộ là 8 triệu 230 000 và sẽ có giá tốt cho anh em nào mà đặt hàng trước à, con thứ ba là sẽ là con DCF 512 đây con DCF512 này thì hiện tại là một con Nó là một con bu lông góc đầu 1 phần 2 Anh em lưu ý nhé DCF512 N À, thân máy hiện tại là 3 triệu 290 ngàn Thì nó cũng rẻ hơn thằng Miu rất là nhiều Miu đang niêm yết là 4 triệu 410 ngàn Còn con này là đang niêm yết là 3 triệu 290 000 và em sẽ hỗ trợ anh em đặt hàng giá tốt đối với anh em nào có nhu cầu đặt trước nhé bu lông góc anh em nào chưa có muốn sưu tầm hay là muốn sử dụng cho công việc của mình thì anh em có thể tham khảo con này Đó, em sẽ hỗ trợ anh em giá tốt tiếp theo là con cắt cảnh 18V con này thì hiện tại là DCM PP568N con này là đăng niêm yết là 2 triệu 150 ngàn giá khá là tốt nhá so với hàng Trung Quốc nhái thì hiện tại đang thị tường nó đang bán tầm 1 triệu rưỡi rồi mà con mi à, con đề World này á thì giá niêm yết cũng khá là tốt luôn 2 triệu 150 000 và em sẽ có hỗ trợ giá tốt khả năng là giá rất là tốt cho anh em luôn anh em cần thì có thể liên hệ nhé đó, đó là những cái bốn con mà anh em cần nhu cầu đặt thì có thể liên hệ em rồi cảm ơn anh em đã xem video